Hai, chào anh em ơi, xin chào, mình là từ Lũy 98. Vậy là cuộc đua vòng 2 Instinct Theory cũng đã kết thúc với những số điểm gọi là vô cùng gay gắt trong rất nhiều top. Nguyên do là do Instinct Theory vòng 2 thì có sự kiện tiêu kim cương đi kèm, kết hợp đồng thời với hồn vũ khí cũng trong cùng đợt tiêu kim cương, cùng đợt đua bốt. Thành ra lượng người chơi tham gia vòng đua Instinct Theory lần 2 phải gọi là tăng cực kỳ nhiều. Điều này cũng dễ hiểu. Thành ra top đặc biệt ở những cái server mới thật sự là rất gắt gao. Ở đây thì mình cũng nhân tiện chia sẻ với anh em luôn là đây cũng là video bán ARK tập số 151 ở server 63. Nhân tiện là gọi là tổng quét lại một chút cái vòng đua Instinct lần 2. Mình nói luôn đây là ARK này đua top 2 server các bạn nhé, với số điểm mình nhớ không nhầm là 7.500 điểm. Đấy, top 1 cũng 7.500 điểm nhưng hai ông chênh nhau có một tí thôi. Và tất nhiên thì đây là ARK thua. Đấy, thành ra mình nói thật là chủ ác khá là ác cay, ức chế. Đấy, thực ra thì lợi hợp hơn nhau là có 100 ảnh vạn năng thôi, nó hơn nhau khoảng độ 6 đến 8 nghìn kim cương thôi. Nhưng mà nó cay mũi ở cái chỗ là nó ức chế các bạn ạ. Đấy, mình không rõ mình nhờ ông nào đua ấy, hay là tự đua ấy, hình như là có chia nhau ra ông này ông kia đua ấy. Nhưng mà đua xịt. Đấy, thành ra là cãi nhau hay sao ấy các bạn ạ, đánh nhau hình như vỡ chảy máu đầu mà ông đi viện này, ông thôi bán ạc ấy. Ok, mình cũng không rõ, nghe thiên hạ nó đồn đồn đấy. Nên thành ra là thôi ấy. Bạn ấy nhờ thì mình cũng bán luôn, chứ không thì để thì cũng phí các bạn ạ. À, đội hình đang xây dựng theo chuẩn meta sáng thế gấu các bạn, với những võ sĩ trong đội hình bao gồm như sau. Chít hỏa là con kích chí mạng, mình nghĩ rằng mọi team sáng thế gấu vẫn cần. Sau này kể cả bên server Q người ta vẫn dùng chít hỏa. Chít hỏa thậm chí người ta còn nâng lên 7 sao rồi là bán môn các bạn nhé. Tất nhiên đây là server mới, server 63 nên thành ra mới ở trạng thái mình nhận lục môn thôi, tí nữa vào để check cho anh em xem môn miếng rõ ràng. Còn đâu hồn vũ khí nói chung là ăn học đầy đủ đấy, chứ còn đâu con này nó có đổi mảnh trong hội quán chiến free mà các bạn, nên là việc nâng sao tích mảnh cho con này nó rất đơn giản. Đấy, Magaki khỏi bàn rồi, 6 sao luôn. Cặp Vi Metro là một cặp trong team gấu cực kỳ hay. Tuy nhiên thì lượng người chơi mà sử dụng nó thì lại khá là thấp. Vai thì búp theo tính chất là sát thủ thôi, còn Metro thì búp công như võ sĩ giả. Mình xin lỗi, chính xác thì con Vai là con búp sinh sự, còn con Major là con búp sự sinh. Không biết mình dịch có đúng không hay ngược lại, nhưng mà đại loại là Major ấy, thì búp là nó có một cái búp là khi mà võ sĩ bên ta đánh những cái võ sĩ mà nó có máu lớn hơn 50% thì sẽ được gây thêm sát thương, gây thêm sát thương mình nhớ không nhầm là gây thêm 35% sát thương ấy. Còn con Major thì lại ngược lại, những võ sĩ mà dưới 50% máu thì Major mới bắt đầu là búp đấy. Thành ra một con nó thiên hướng về đánh máu nhiều, một con đánh máu thấp. Đấy, hai con này tất nhiên cũng phải nâng lên tầng 7 sao để ăn học đầy đủ thì mới khỏe được. Ở đây mình nói luôn ác này mà ăn học đầy đủ các anh em nhá, tử tế luôn. Các võ sĩ còn lại trong đội hình là Instinct và Takuma. Tất nhiên thì trong tương lai các bạn có thể thay con Takuma Kakuma bằng con Takuma xịn hơn nữa cũng được, đúng không? Chỉ còn Mr. Karate. Đấy, thì mình nghĩ rằng cũng là một sự lựa chọn hay. Hoặc các bạn nào yêu thích Geese từ chất 15 thì có thể chờ đua vòng 2. Vòng 2 mình vẫn nói là ngon hơn vòng 1 nhiều. Đấy, top lấy cũng dễ hơn. Top vòng 1 của Instinct mình nhớ không nhầm là trên 10.000 điểm, còn đây có 7.500 thôi, 8.000 là cùng thôi. Về thế nào nói thế nào thì nói, chứ vòng 2 mình thấy vẫn ngon hơn vòng 1. Đấy, nên là các anh em có nhiều sự lựa chọn cho ác này. Ác được làm lợi tức rất đầy đủ, chính xác này, còn lỗi hôm nay là hết lợi tức, hết siêu lợi tức các bạn ạ. Còn làm cực kỳ tử tế các bạn nhá. Kim cương sau khi đua boss top 2 xong vẫn còn lấy hồn vũ khí luôn, vẫn còn tới hơn 25.000 kim cương. Đấy, các anh em có thể gọi là thoải mái. Ác lập gần 10.000 kim cương nhá, hơn hai gói này rồi. Đấy, mà mỗi gói này thì nó rơi vào khoảng độ 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đấy. Thì các bạn có thể thấy là ác này làm rơi vào khoảng độ 4 triệu đến 4 triệu rưỡi rồi. Khoảng khoảng đấy các bạn ạ. À. Đấy, thành ra là có mà chơi nghiêm túc đấy. Top cao là mình check cho các anh em đầy đủ. Đấy, chứ không phải là ác vớ vẩn đâu. Đấy. Chít hỏa lục môn. Magaki tam môn rồi. Chờ duyên để lưng tứ môn các bạn nha. Instinct cũng thế. Đấy, rồi nó chờ duyên thôi. Server mới thì duyên nó hơi khó. Tam môn. Chứ mảnh vạn năng là không thiếu các bạn ạ. Đấy, Metro thất môn. Vai cũng thế, nói chung thì chờ để nâng gọi là full môn thôi. Hội này thì nó nâng dễ các bạn ạ. Cuối cùng là Mr. Karate đã lên đến tầng gọi là tầng bán môn luôn. Đấy, các anh em thấy cực kỳ trâu bò, như thế này thì mới thật sự leo top được. Chứ công đuôi toàn theo kiểu lửa vời, công đuôi đến tam môn, tứ môn cũng đã dừng lại rồi thì công bảo yếu yếu thì làm gì nó chả yếu đúng không? Ác chắc chân top server các bạn nhá. Mình không dám nói là chắc chân top 4 đến top 5, nhưng mà mình có thể khẳng định với các bạn là trong top 10 là chắc chắn là không bị đánh ra, để các anh em yên chí. Tổng lực chiến là 740.000, xếp mặt lực chiến thì chắc chỉ thua 3 ông đứng đầu tiên thôi, còn mấy ông còn lại thì đều hơn. Mình sẽ check nhanh một chút hơn nữa ở trong gọi là cái gì ở chỉ số uy lực các bạn nhé. Vì tranh sang thế gấu thì việc lợi thế hơn uy lực nó còn quan trọng hơn cả lực chiến. Thua 3 ông đầu không thèm tính tiền, thua cả thu nữa.
Còn bắt đầu từ người số 4 trở đi thì các bạn thấy rằng thường là hơn uy lực đúng không? Đấy là trong top 10 gần như là không thể gọi là ai đánh được các bạn. À tức không thể bị đánh bật ra ngoài top 10. Đấy để các anh em có một cái nhìn nó gọi là chính xác. Ở đây mình sẽ canh xem anh em nào lực chưa cái gì nhỉ? Uy lực thấp thấp tí của anh các bạn nhá. Đây mình sẽ đánh vào top 5. Đấy, sẽ level 63 à cũng xem level 63 nhưng mà đã mở được cả run rồi các bạn ạ. Kinh vãi luôn. Lên level 90 rồi đấy. Ghê thật các bạn ạ. Thường thường server mới thì được khá là nhiều lợi thuận lợi tôi so với server cũ. Mình thấy chỉ ít là do có gọi là kinh nghiệm thôi. Đấy, mình chơi bình thường thì sẽ thấy. Rồi, trong một lượt vào đó cắn chết thằng thằng kia thằng Victor Gate các bạn ạ. Các bạn chơi hai tanh một con quang tèo rồi. Như vậy là sẽ chơi về tình trạng là lấy 5 đánh Miso lấy 5 đánh 6 đúng không? Đội bạn là chơi theo phong cách là sáng thế hổ hay sáng thế gấu, mình xin nhìn lại xem nào. Miso hay sáng thế rắn. Đội bạn chơi sáng thế rắn. Takuma bát môn thì thành ra các bạn thấy cái lượng cái khả năng chống chịu nó vẫn rất ổn đúng không? Không hề gọi là cái gì là lép vế chống chịu của anh tám bị ngang với Mr. Karate bên đội bạn đấy. Rồi đây là búp xí sự. Rồi bay màu con số 2. Ở các anh em lưu ý là con stick đây là best ăn học rồi nha, chuẩn bị lên đục môn luôn. Còn mình nghĩ ác này nói chung là chỉ chờ duyên đủ duyên lâng rồi hai hồn vũ khí rồi nên tầm này đang cào rất đau. Rảnh rảnh ngày hôm nay hoặc ngày mai mình sẽ làm video review về lục môn của con tích thì các anh em cùng gọi là tham khảo. Mình có cái gì nhỉ? Mượn được à rồi. Đấy. Chỉ có nâng lên và review thôi các anh em. Nói chung thì sẽ là một arc mình nghĩ rằng chất lượng. Sẽ là một video review chất lượng. Ai viện trợ lần lượt là UV. À. Ở lên level 94 hay sao mình làm mới mở vị trí số 3. Rồi con nào sẽ là con xám. Rồi. Ủa anh thâm phết đấy các bạn ạ. Không sốc được đúng không? Tầm này vẫn chưa sốc được. Thực sự thì con vai con Major mình nghĩ là chưa được nuôi để tặng cái ăn học đầy đủ. Đấy, chính xác là chủ hạc nói chung là cũng đang định thay lung tung ấy, nhưng mà thay giữa chừng thì bán đấy. Thôi chắc chân trong top rồi các bạn nha. Chứ mình nghĩ anh em nào mà chơi mà ham tí thì lưng con Major nó lên tốt hơn một chút. Ở đây thì mình thấy môn được rồi nhưng mà cái này chưa được các bạn này. Đấy con này thế này. Đấy chưa được. Đá thân thì còn ê hề các bạn nhá. Đấy chứ mình nghĩ là đánh nhập cái ác vừa rồi là hoàn toàn đánh được nếu như búp hết cái đống đá thần này vào. Đấy thì thôi tùy anh em nào mua ạc thì thích chơi theo hướng nào thì chơi. Mình nghĩ chơi theo hướng Major vai là một trường rất cục. Đấy và giữ top sẽ còn dài dài. Đấy, còn một hướng khác các bạn có thể sử dụng đó là thay vì chơi con đấy có thể chơi robot cũng được. Đấy, thì mình nghĩ là robot cũng là một con bố trí mạng rất hay. Đấy, nhưng mà robot bây giờ thì nó lại mình nghĩ là xem là nếu như chơi robot nha thì xem thay ai. Nếu mà chơi robot cũng đau đầu phết nhỉ. Mình nghĩ là robot lại chỉ có mỗi nước là thay con Takuma. Con này lại bán môn rồi. Hại lão phết đấy các bạn ạ. Robot mình nghĩ rằng môn biết cũng đàng hoàng tử tế đấy. Ấy cũng tứ môn đấy các bạn ạ, 178 ảnh rồi và 7 sao rồi các bạn ạ, vãi thật luôn. Ấy các bạn nói chung là cân nhắc nhá. Đấy, anh em nào chơi thuần chẳng thì gấu nhiều kinh nghiệm hơn mình thì có thể gọi là nâng cho nó top cao hơn. Ở đây thì tạm thời cao nhất là top 6 rồi. Chứ leo vào top trong thì cũng hơi khó hơn hiệu sách đá thần. Còn thoải mái luôn, mảnh vạn năng dư luôn các bạn ạ. Đấy, vì trực chơi không nhiều tư chất 15 mà các bạn. Đấy, ok và vẫn giữ top các bạn nhá. Trong này còn rất nhiều túi kim cương. Tổng vệ sinh ác này nó rơi vào khoảng độ 32.000 kim cương các bạn nhé. Đấy, mình tính rồi đấy, để các anh em khỏi phải bỡ ngỡ. Rồi, đây là tổng bộ danh sách võ sĩ. Nói chung thì tháng nay mà anh em nào lạp thêm gói siêu lợi tức nữa thì mình nghĩ rằng quay mèo full mốc là không khó. Nói chung chủ ác chơi tính toán, hơi đáng tiếc một tí là bị cảm xúc chi phối. Vừa mấy ông xịt top 2 cái công quay ra công đánh nhau vỡ đầu đúng không? Thành ra thôi bán ác. Ok, đấy, anh em nào mà vớ được ác này nói chung mình sẽ rất là hên. Đấy, giá thì hạt rẻ, top cao, đội hình ngon, tương lai sáng lạng, còn phun mèo. Đấy. Giá bao gồm toàn bộ chi phí là 2 triệu tròn, có fix nhanh chút cho anh em nào nhanh tay. Không chú ạc, hắn ngứa tay và hắn lại vào hắn phá thì hỏng bét các bạn ạ.
Đấy, ác thì tất nhiên vẫn được mình bảo mật hay bảo hành vĩnh viễn. Gmail trắng thông tin luôn các bạn ấy. Anh em nào mua thì liên hệ. Đây là video bán ác tập số 151.